Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu, tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Đa cấp là gì? Dấu hiệu nhận biết kinh doanh đa cấp. Đa cấp chắc hẳn không còn quá xa lạ trong kinh doanh. Hình thức này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới kinh doanh do không hiểu rõ về khái niệm này. Nhiều người tiền mất tật mang. Vì vậy, quý độc giả hãy tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về khái niệm này nhé. Đa cấp là gì? Đa cấp hay hoạt động kinh doanh đa cấp đúng như tên gọi của nó là mạng lưới kinh doanh sử dụng người tham gia bao gồm nhiều nhánh, nhiều cấp khác nhau, trong đó, đối tượng tham gia sẽ được nhận khoản hoa hồng, tiền thưởng và cả những lợi ích về mặt kinh tế khác từ lợi nhuận của bản thân và những thành viên khác trong cùng một hệ thống. Các đặc điểm của loại hình kinh doanh này, công ty kinh doanh đa cấp sẽ tìm cách bán lẻ lượng hàng hóa thông qua hệ thống mạng lưới tiếp thị mà mình xây dựng được. Như vậy, đây là một loại hình bán lẻ, hệ thống đa cấp gồm nhiều cấp độ sẽ thực hiện việc bán hàng theo từng nhánh khác nhau. Việc bán hàng sẽ không thông qua các cửa hàng hay siêu thị nào cả, mà hàng hóa sẽ được chính các nhà phân phối trực tiếp giới thiệu và bán luôn cho những người tiêu dùng có nhu cầu. Thậm chí là đến nhà để mời chào, người bán hàng đa cấp sẽ giúp doanh nghiệp bán hàng và được trả hoa hồng chứ không phải là người tham gia đầu tư để hưởng lợi nhuận. Hình thức kinh doanh này tuy không mới nhưng lại tồn tại khá nhiều bất cập gây tranh cãi. Khi song song cùng với những cơ sở được cấp phép kinh doanh đa cấp thì cũng có rất nhiều cơ sở không uy tín lừa đảo gây tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để biết được dấu hiệu kinh doanh đa cấp không chân chính? Nội dung dưới đây sẽ đem đến câu trả lời cho bạn. Dấu hiệu nhận biết kinh doanh đa cấp chủ yếu tập trung tuyển dụng. Nếu doanh nghiệp đó chỉ chú trọng đầu tư vào các buổi tuyển dụng hoành tráng gây thanh thế mà không chú trọng đào tạo hệ thống bán lẻ của mình. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu, tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Thì bạn nên cẩn trọng đó, bởi chỉ có bán hàng mới đem lại được doanh thu, sản phẩm bán ra được nhiều thì khi đó nhà phân phối mới được trả hoa hồng. Buộc người tham gia phải mua nhiều sản phẩm hoặc đóng một khoản tiền, cần phải lưu ý khi bạn phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua hàng hay đặt cọc thì mới có thể tham gia hệ thống. Thì khi đó bạn đang bị lừa đó ạ, bởi việc tham gia tiêu thụ hay sử dụng sản phẩm là do nhu cầu của chính bạn. Công ty không có quyền ép bạn phải hoặc tìm cách làm cho bạn phải bỏ tiền ra mua để được tham gia. Những khoản lợi nhuận hấp dẫn sẽ không bao giờ có chuyện khi bạn không bán được hàng mà lại được hứa hẹn sẽ có những khoản lợi nhuận ngất ngưởng cả. Hãy nhớ kỹ, đây không phải đầu tư lấy lãi mà là bán hàng thì có lợi nhuận. Thế nên khi được hứa hẹn những khoản lợi nhuận hấp dẫn mà thực tế không một sản phẩm nào được bán ra thì hãy nên cẩn thận nhé. Sản phẩm không tốt, sản phẩm kém chất lượng không tiếp cận được người tiêu dùng sẽ gây khó khăn trong việc giới thiệu cũng như bán hàng của họ. Sẽ không có một vị khách hàng nào chịu bỏ tiền cho một sản phẩm không tốt cả, không chú trọng bán hàng. Tiêu thụ sản phẩm, cái cốt lõi nhất của hình thức kinh doanh này là bán hàng mà lại không được chú trọng đầu tư thì bạn thử nghĩ xem. Doanh nghiệp đó sẽ tồn tại bằng điều gì khi không tiêu thụ sản phẩm, khi tham gia bán hàng đa cấp? Bạn hoàn toàn có cơ hội thành công và đạt thu nhập cao. Tuy nhiên, không có nghĩa là cứ tham gia là bạn sẽ thành công. Có thu nhập cao, bạn phải hiểu rằng thu nhập cao xuất phát từ kết quả bán hàng của bạn và những người do bạn giới thiệu. Bạn phải có năng lực bán hàng, phải làm việc tích cực, chăm chỉ và đồng thời những người do bạn giới thiệu cũng phải làm được như bạn. Khi đó bạn mới có cơ hội thành công và có thu nhập cao. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu, tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.